Thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Là đầu tiên, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an và sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Thưa quý anh chị nhâm tý thân mến, người ta bảo nhâm tý số vất vả nhiều phần, suy nghĩ nhiều phía, trách nhiệm đầy vai, cùng ưu tư mỏi mệt. Người ta bảo nhâm tý 1972 cần thì rất cần, lụy thì rất lụy, nhưng khi đã dứt khoát ra đi họ sẽ không cần nhìn lại. Khi đã quyết định tự lập họ sẽ đóng vai người đàn ông của chính cuộc đời mình, tự là chỗ dựa cho những ngày tháng trường kỳ dài lâu đó là cái bản mệnh sẽ hơi vất vả một tí, sẽ phải bôn ba thật nhiều, nhưng sẽ được hưởng thành quả ở thời điểm đáng được thành tựu vinh hoa. Tại thời điểm cuối năm 2023 âm lịch tới đây, bản mệnh một bước lên mây, phúc khí bao vây, cứ thế hốt trọn lộc trời, tiền về ngập két, trả sạch nợ nần. Bản mệnh tuổi này sẽ được thần tài điểm tên, giàu có bất ngờ, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, lấy lại những thứ xứng đáng thuộc về mình. Tuy nhiên, cần phải thật sự biết một điều không sẽ gặp phải họa lớn, Vậy không để mất thêm thời gian, anh chị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý anh chị tuổi nhâm tý thân mến, cái khả năng thích ứng trong mọi tình huống, thích nghi trong mọi hoàn cảnh sẽ là cái gốc cần đánh thức. Vậy để đi được đúng hướng ở đoạn đường đời này, anh chị đã khá chăm rồi, nhưng đấy là anh chị chỉ nghĩ thế thôi. Thực ra anh chị vẫn còn lười lắm, và vì thế mệnh số sẽ sắp xếp thử thách để anh chị chăm chỉ mà vượt qua. Bớt đi mâu thuẫn mà bước chân vào con đường dài lâu của đoạn tiền hậu vận này, mong anh chị tự tin vào bản thân, tự tin vào bản tính, tự tin vào khả năng, vào cảm nhận, vào trực giác của chính mình. Anh chị đã qua được gần hết năm thử thách 2023 này rồi, đoạn còn lại lắm lúc chỉ như một cái búng tay tách cho chuyển cảnh này. Quý anh chị nhâm tí thân mến, anh chị còn nhớ có cái thời anh chị suy nghĩ, mọi sự giảng đơn chứ, tự tin cho rằng, chỉ cần mình cố là sẽ thắng. Chỉ cần mình chiến là sẽ được, bao lần vỡ hòa vì nước đến chân mới nhảy, nhưng lại nhảy được rất xa. Bao lần đạt được thắng lợi nhỏ về thân sau khi giải công kỷ luật Tất cả những thứ đấy có thể anh chị đã quên vì bị không gian xung quanh đồng hóa Có thể anh chị không còn nhớ vì bị đời vùi cho suốt những năm vừa rồi Nhưng đừng tự khóa lại những sự bất phàm của bản thân như thế Cạm cụi và lầm lì chăm chỉ và lì đòn Thêm tính kỷ luật cùng biết dựng xây tính toán kế hoạch cuộc đời Nhâm tí chắc chắn sẽ còn lật mình và tiến xa Tôi không quan tâm anh chị bao nhiêu tuổi Cũng chẳng quan tâm anh chị mạnh yếu thế nào tôi chỉ mong anh chị luôn giữ vững niềm tin vào cuộc sống tin vào chính bản thân mình việc cải vận thay mệnh sẽ chẳng khó khăn gì với nhâm tý cả một trong những điều mà thầy bói đã phán đó là người nhâm tý chưa thực sự hiểu chính bản thân họ suốt ngày lo nghĩ cho người khác mà lại chẳng quan tâm yêu thương bản thân mình đến tuổi này rồi mà vẫn chưa hiểu được tại sao bản thân mình vẫn mãi cực khổ như vậy thật thì cũng vừa đáng trách mà vừa đáng thương dẫu biết cuộc sống nhâm tý cũng không dễ dàng gì cày như trâu mà lại chẳng nhận được thành quả xứng đáng sống hiền lành nên luôn bị bất công chèn ép, thị phi bùa vây. Nhâm tí à, đã đến lúc chấm dứt sự thống khổ này thôi, hãy ngồi lại và lắng nghe bản thân của mình nhé. Từ nay tới Tết 2024, chính là thời điểm dưới tác động của Nguyệt lệnh lâm thai, cuối năm 2023 âm lịch này, có thể nói là một khoảng thời gian tràn đầy hy vọng đối với người tuổi nhâm tí. Cốt là anh chị có nắm bắt được và quyết tâm thực hiện kế hoạch mà mình đặt ra đến cùng hay không mà thôi. Thưa quý anh chị tuổi nhâm tý 1972 thân mến, sống tới từng này tuổi rồi, nhưng quý anh chị đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự sâu bên trong con người mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé! Người tuổi này có thể ngoan cố đi theo con đường của họ, họ cũng có thể có tham vọng và hiểm độc, nhưng những đặc điểm đó mang lại cho họ sự gan dạ và kiên định. Người tuổi nhâm tý sẽ không chấp nhận thất bại và luôn khao khát sự thống trị, họ luôn kịp và tìm cách để dẫn đầu trong mọi chuyện. Người tuổi nhâm tý có những tính cách mạnh mẽ và nhiều khi có thể kéo họ đi sai đường, tuy nhiên họ sẽ không bao giờ để lộ ra. Tuy nhiên, một vài lời khuyên khôn ngoan cho những người sinh vào năm 1972 là học cách đối xử ân cần với mọi người và cố kiềm chế việc áp đặt ý kiến riêng của mình lên người khác là điều hết sức quan trọng. Hy vọng rằng, người tuổi nhâm tý sẽ trưởng thành hơn và thông thái hơn để có thể trở nên kiên nhẫn và bao dung hơn với mọi người hoạt động liên tục là điểm mạnh, nhưng đồng thời cũng là điểm yếu của các cá nhân tuổi chuột. Bạn không cho mình đủ thời gian để nghỉ ngơi, các bệnh liên quan tới thận, tim mạch có thể gây cho bạn sự mệt mỏi, cần chú ý tập luyện, chăm sóc sức khỏe nhiều hơn. Nếu điều gì đó khiến bạn đau đầu, hãy lấy lại sự khuây khỏa bằng việc đi du lịch. Nói chung là người tuổi nhâm tý có sức khỏe tốt, nhờ sự năng động của mình mà họ có được thân hình đẹp và khả năng chống chọi với bệnh tật. Một điều mà họ dễ mắc phải là bị căng thẳng do làm căn vấn đề, hung hăng và bị kích động. Người tuổi nhâm tý nên chú ý đến những bài tập nhằm giúp họ giữ bình tĩnh vì lợi ích lâu dài. Đây dường như không phải là năm nhiều may mắn trong đường công danh, tài lộc của các cá nhân tuổi nhâm tý, nhưng thực tế điều này giúp bạn không phải chịu đựng những áp lực lớn từ công việc và có nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè, quan trọng hơn cả. Bạn có sự giúp đỡ của mọi người khi đối mặt với những thách thức hay yêu cầu từ cấp trên, khách hàng, cộng với sự nhanh nhạy, khôn khéo nổi tiếng, chuột sẽ xử trí ổn thỏa mọi chứng ngại vật trên đường. Một thời điểm nào đó, nếu bạn có cơ hội làm công tuyệt mình ưng ý, hãy nắm lấy nó, đừng ngại ngùng thay đổi. Sự đứng yên một chỗ chính là điều tồi tệ nhất trong năm này. Với cương vị mới, hãy tự tin thể hiện năng lực thay vì e ngại bất cứ điều gì. Người tuổi nhâm tý tinh ý và khôn ngoan một cách đặc biệt, điều này giúp họ tập trung vào công việc to lớn, khả năng này đi kèm với óc phán đoán tốt, cho phép họ giải quyết vấn đề trước khi nó nảy sinh, họ cũng luôn bị thúc đẩy bởi địa vị, tiền bạc và tập trung vào danh vọng trên con đường sự nghiệp của họ. Cùng một thời điểm, họ cần nhiều vị trí linh động, cho phép họ sáng tạo, vì những công việc thường nhật sẽ làm thui chột khả năng sáng tạo của họ. Đầu tiên là tổng quan vận mệnh giai đoạn cuối năm 2023 âm lịch. Người tuổi nhâm tý 1972 bước vào giai đoạn tháng củ mật năm 2023 âm lịch. Tin vui là vận trình của người tuổi nhâm tý có nhiều khởi sắc rất rõ rệt. Ở hầu hết các phương diện trong giai đoạn cuối cùng của năm, con giáp này có điểm báo có quý nhân đồng hành, diều rắc vượt khó, nên khởi sự trong cuối năm 2023 âm lịch dễ thành, các kế hoạch diễn ra suôn sẻ, tạo thêm tự tin cho bản mệnh. Được cả lục hợp và nguyệt lệnh lâm trường sinh soi chiếu, viễn cảnh tương lai đang rất tươi sáng, miễn là bạn có cố gắng và dám làm dám chịu, thật sự nghiêm túc với lựa chọn của bản thân sự thuận lợi chắc chắn sẽ đến khi con giáp này biết đương đầu, biết chấp nhận với mọi trở ngại. Tài vận cuối năm khá vượng, công việc suôn sẻ hứa hẹn thu nhập cũng tăng tiến, đặc biệt, người làm kinh doanh có thể chủ động đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán và đầu tư ngay trong giai đoạn cận Tết này sẽ có cơ hội thu hoạch được khoản lợi không nhỏ khi thị trường đang nóng. Về tình cảm, nhân duyên của tuổi này cũng rất tốt đẹp nhờ có đào hoa chiếu mệnh, người độc thân đi đâu cũng được chú ý, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp không phải lo lắng thái quá về tuổi tác, đời sống hôn nhân êm đẹp, gia đình có nhiều tin vui. Tuy nhiên, do quá bận rộn mải mê với công việc và làm giàu khi Tết đang đến gần, con giáp này có thể bị lao lực, sức khỏe xa xúc, do đó bạn nên chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh vào thời điểm này. Về phương diện tài lộc từ nay tới Tết 2024, sự nghiệp hanh thông, không có lý do gì tài chính của nhâm tý không tăng tiến, cuối năm 2023 âm lịch này, bản mệnh có nguồn thu tăng vọt. Các mức thưởng vào cuối năm cũng rùng rỉnh hơn hẳn. Thu nhập của bạn được dự đoán sẽ đến từ nhiều nguồn, dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán đều sẽ trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Kèm theo đó là không ít khó khăn vất vả, nhưng bù lại nỗ lực của bạn cũng đem về thành quả xứng đáng khi tài lộc vượn rõ. Với người làm công việc cố định, bên cạnh khoảng lương nhận được đều đặn, bạn có thể sẽ được nhận thêm khoảng thưởng cộng dồn từ đầu năm nhờ những đóng góp của mình trong những tháng trước đó, nhìn chung mức thù lao khá lý tưởng. Với người làm kinh doanh, hàng hóa cuối năm dồn dập khiến bạn bận tối mắt tối mũi, nhưng nó cũng là dấu hiệu cho thấy mức tiêu thụ khá tốt, chỉ cần bạn cẩn thận hơn trong bước tính toán, kiểm kê sổ sách thì năm nay lợi nhuận không hề nhỏ chút nào. Giai đoạn này sẽ có nhiều khoản cần phải chi ra cho mục đích sắm sửa đón Tết, tùy vào khả năng của bản thân, bạn nên mua sắm cho hợp lý chớ nên tiêu hoang trong mấy ngày Tết mà bất chấp hậu quả về sau. Đừng quên ra Tết sẽ còn rất nhiều kế hoạch quan trọng nữa. Sắm Tết thông minh và vừa đủ mới chính là cách ăn Tết thông minh nhất. Về phương diện sự nghiệp từ nay tới Tết 2024. Xem tử vi dịp cuối năm tuổi nhâm tý âm lịch, bản mệnh có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực. Được nhiều các tinh hậu thuẫn cho vận trình khoảng thời gian này, hỗ trợ bạn có thể tạo ra những bước đột phá mạnh lẽ trong dịp cuối năm quý mão này nhờ lục hợp và nguyệt lệnh lâm trường sinh hợp chiếu vận khí hanh thông mưu sự có cảm giác rất sông sẻ cố gắng bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng con giáp này còn có quý nhân đồng hạnh điều giúp bạn vượt khó vận khí khởi sắc nên bạn hãy mạnh dạn tiến hành những việc quan trọng bằng cách tận dụng cơ hội hứa hẹn thành công lớn các kế hoạch diễn ra suôn sẻ sẽ tạo thêm tự tin cho bản mệnh sau thái dương xuất hiện càng củng cố rằng viễn cảnh tương lai của bạn đang rất tươi sáng miễn là bạn có cố gắng và dám làm dám chịu thật sự nghiêm túc với lựa chọn của bản thân, sự thuận lợi chắc chắn sẽ đến khi con giáp này biết đương đầu, biết chấp nhận với mọi trở ngại. Dù khối lượng công việc trong giai đoạn giáp tết sẽ không nhỏ, nhưng chỉ cần bạn tập trung và làm mọi thứ tới nơi tới chốn thì chẳng có gì phải lo ngại, khi đã nắm được vấn đề cốt lõi, cũng như vận dụng kinh nghiệm chuyên môn của bản thân, cứ yên tâm là bên bạn luôn có người giúp đỡ, nên dù có gặp trở ngại cũng dễ dàng vượt qua. Tất nhiên sự trợ giúp đó sẽ không phải là làm thay hoàn toàn phần việc của bạn nhưng sự chung tay góp sức, thậm chí là sự hỗ trợ về mặt tinh thần cũng rất hữu ích với bạn ở thời điểm này. Nhân cơ hội này, bạn cũng có thể triển khai những dự định mới đã ấp ủ từ lâu, để lên kế hoạch cho con đường thăng tiến tiếp theo của mình, tạo dựng nền tảng vững chắc cho năm tới. Chớ vì cái lợi trước mắt mà quên đi lợi ích lâu dài, bản mệnh nên chủ động nắm bắt thời cơ, xử lý mọi việc quyết đoán, dứt khoát trước khi vận khí đi xuống. Về phương diện tình duyên gia đạo, Tử vi từ nay tới Tết tuổi Nhâm Tý âm lịch về phương diện tình duyên cho thấy tháng Chạp là thời điểm đào hoa nở rộ với cả người độc thân lẫn người đã có đôi. Trong không khí hân hoan đón chờ Tết lại có một nửa yêu thương bên cạnh, còn gì tuyệt vời hơn phải không ạ? À? Sao Thiên Diêu chủ đào hoa xuất hiện, tình cảm lứa đôi sẽ được dịp tăng nhiệt, thăng hoa nhanh chóng. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và có thể hâm nóng tình cảm bằng sự quan tâm chăm sóc nửa kia chu đáo. Nếu còn điều gì không hài lòng về đối phương đừng ngần ngại nói thẳng, nói rõ ra để cả hai cùng tìm cách giải quyết. Bạn chớ nên để mấy ngày Tết mà vợ chồng vẫn hậm hực nhau sẽ ảnh hưởng tới hòa khí của cả nhà. Các cặp đôi đang trong quá trình tìm hiểu ngày càng khăng khít hơn, có người may mắn còn nhận được sự chấp thuận của đối phương và thế là có người để dẫn về ra mắt người lớn ngay trong dịp Tết này. Nhân duyên cũng đang rộng mở với người độc thân, tuy nhiên, có vẻ như thời gian này bạn đang tập trung phần lớn tinh lực vào việc phát triển sự nghiệp cơ hội đến nhưng bạn khá rừng rưng hoặc không đủ nghiêm túc để lâu dài nên có thể bỏ lỡ một vài mối nhân duyên tốt đẹp do thiên diêu mang tới. Về phương diện sức khỏe Sức khỏe của tuổi nhâm tý không đáng lo ngại, song bạn có dấu hiệu lao lực do giai đoạn này quá bận rộn với công việc và mải mê kiếm tiền. Năm hết Tết đến, bạn càng cần chú ý chăm sóc cơ thể hơn để không ngã bệnh vào thời điểm này. Tuổi nhâm tý cũng nên chú ý giữ ấm cơ thể, đề phòng bệnh cảm cúm phong hàn gây ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt thường ngày, nhất là người già và trẻ nhỏ càng cần được chăm sóc sức khỏe nhiều hơn do sức đề kháng kém. Ngoài ra cần chú ý trong khi đi lại để tránh gặp phải sự cố, đụng chạm xe cộ gây thương tích sẽ rất bất lợi. Thưa quý anh chị tuổi nhâm tý 1972 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi, may mắn, quý anh chị cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí. May mắn cho gia chủ đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm, gia chủ tuổi nhâm tý nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi, tương sinh với tuổi nhâm tý Đồng thời, ngũ hành, thiên can địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến sông nhà. Ngoài ra, người được chọn để sông đất, sông nhà đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí, có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi nhâm tý nên tránh mời những người đang có tăng đến sông nhà, nếu gia chủ có tăng thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo, cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi sông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến sông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi sông đất tốt với người tuổi nhâm tý trong năm giáp thìn 2024 là Bính thân 1956, khá, canh thân 1980, khá, giáp thân 1944, khá, nhâm tý 1972 khá kỷ hợi 1959 khá đinh dậu 1957 khá kỷ sửu 1949 khá giáp thìn 1964 khá kỷ tỵ 1989 khá mậu tý 1948 trung bình các tuổi sông đất xấu với người tuổi nhâm tý trong năm giáp thìn 2024 là Mậu Tuất 1958, xấu, Quý Tỵ 1953, xấu, Mậu Ngọ 1978, xấu, Nhâm Tuất 1982, xấu, Quý Hợi 1983, xấu, Giáp Tý 1984, xấu, Tân Mùi 1991, xấu, Mậu Dần 1998, xấu, Kỷ Mão 1999, xấu, Quý Mùi 2003, xấu. Bản mệnh nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý. 23 giờ đến 1 giờ sáng để sông đất đầu năm. Như đã biết, tục sông đất, sông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới về việc chọn ngày giờ sông đất. Theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ tí lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để sông đất, sông nhà, thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc, bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay sông đất, sông nhà. Hơn thế, Mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi sông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa giáp thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi sông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024, gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại An, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời, phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỉ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi sông đất hoặc nhờ người tới sông đất nhà mình anh chị nhé. Quý anh chị tuổi nhâm tý thân mến, năm 2024 sắp tới, anh chị cũng sẽ gặp khá nhiều vận hạn năm, anh chị nên biết trước và làm thế nào để hóa giải biến hung thành cắt để để có một năm thuận lợi và hanh thông xin mời đón xem. Năm 2024, nam mạng tuổi nhâm tý có sao thái âm chiếu mệnh. Thái âm là một trong ba các tin tốt nhất của hệ thống sao cửu diệu. Chủ về giàu sang tài lộc, sau này sẽ đem đến cho mệnh chủ nhiều tài lộc, danh lợi. Những việc liên quan đến bất động sản như mua bán, xây dựng, sửa chữa nhà cửa cũng dễ cắt lợi. Chỉ cần chăm chỉ, hoàn thiện trong công việc từng chút một thì kết quả nhận lại sẽ được tươi sáng. Cổ nhân từng khuyên rằng, con đường đi đến thành công nào cũng không hề suôn sẻ, dù là thuận lợi hay khó khăn, khi gặp phải cũng đều nên bình tĩnh đối mặt, thắng không kiêu, bại không nản, luôn suy xét kỹ trước mọi việc trên đường đời mới là người trí tuệ. Nam mạng tuổi Nhâm Tý trong năm Giáp Thìn này gặp hạn Diêm Vương, đây là hạng cho nữ giới, chủ về thị phi, tai tiếng, còn nam giới không bị ảnh hưởng nhiều, tuy vậy, Nhâm Tý nam mạng không nên chủ quan mà cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe bản thân và gia đình có sức khỏe vừa là trách nhiệm với bản thân vừa là trách nhiệm với người khác. Vận niên của nam nhâm tý trong năm 2024 là kê hồi viên, giải nghĩa là gà về vườn, năm có vận niên này thì tài lộc sung túc, gia đạo vui vẻ, năm này nếu bản mệnh vẫn làm việc theo kế hoạch, mục tiêu rõ ràng, từ từ từng bước hoàn thiện chỉn chu thì sẽ thành công trong công việc. Đối với hầu hết mọi việc thì nên cẩn thận, không được chủ quan nóng vội, bình tĩnh suy xét thì mới đạt được thành công trong năm 2024, sao chiếu mạng nữ mệnh nhâm tý là sao thái bạch, đây được đánh giá là hung tin trong hệ thống sao cử diệu, chủ về các tai họa bất ngờ, sau này có tác động xấu đến những người tuổi nhâm tý tí có tính ganh đua, chủ quan, còn nếu là người cẩn trọng, khiêm tốn, làm việc gì cũng có kế hoạch cụ thể và chi tiết, thì bản mệnh không phải lo lắng nhiều, chỉ cần gặp thử thách luôn bình tĩnh đối diện, thì họa sẽ thành phúc. Cổ nhân thường răng dạy rằng, nhân sinh cuộc đời luôn có họa và phúc song hành cùng nhau, khi gặp chuyện xấu đừng để cảm xúc tiêu cực, đồng thời khi thành công cũng đừng tự cao tự đại, luôn nhìn thấu nguyên nhân, hiểu rõ quá trình thì sẽ tìm thấy bản chất vấn đề. Tử vi nữ mạng tuổi Nhâm Tý trong năm Giáp Thìn 2024, gặp hạn Thiên La, chủ về sức khỏe, mâu thuẫn, tinh thần, do đó nữ mệnh Nhâm Tý nên ưu tiên cho sức khỏe, tránh xa thị phi tranh cãi để không bị lãng phí năng lượng. Gieo nhân nào gặt quả đó, nữ mạng tuổi Nhâm Tý 1972 nên lựa chọn thái độ sống tích cực, giữ tâm trí yên bình và tự nhiên thì sẽ luôn sáng suốt. Về thể chất, bản mệnh hạn chế thức khuya nên tập thể dục buổi sáng, ăn uống điều độ sẽ có cuộc sống lành mạnh, từ đó gặt hái được những trái ngọt trong cuộc đời mình. Vận niên của nữ nhâm tý trong năm 2024 là kê hồi viên tức, là gà về vườn, năm có vận niên này thì tài lộc hoạnh phát, được thành công và no đủ. Trong năm này, nếu bản mệnh đi trên con đường có mục tiêu, lập kế hoạch hợp lý và kiên trì theo đuổi đến cùng thì sẽ đạt được thành công như mong muốn. Cuộc sống hôn nhân vợ chồng được viên mãn vì cả hai cùng nhau cố gắng, yêu thương, chia sẻ với nhau và tiếp cho nhau nhiều động lực. Trong năm Giáp Thìn 2024, nữ mạng nhâm tý có thể giảm tác động xấu của sao Thái Bạch và hạng Thiên La bằng cách tu tâm dưỡng tính, làm nhiều việc tốt khi không làm việc khiến mình dai dứt, tự khắc thân tâm sẽ được an nhiên. Bên cạnh đó, nữ tuổi tý 1972 có thể thực hiện lễ cúng dân sao hạn sao thái bạch nghi thức này có thể thực hiện tại gia hoặc tại chùa gần nhà và một lần vào đầu xuân năm mới mệnh chủ chuẩn bị lễ vật không cần cầu kỳ mà vẫn trang trọng và thể hiện được lòng thành tâm là được trong năm 2024 này nữ mạng tuổi nhâm tý muốn cầu bình an sự tốt lành có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy như mặt phật bản mệnh vòng tay trầm hương tuổi tý 1972 được phật thiên thủ thiên nhãn hộ mệnh Phật thiên thủ thiên nhãn là vị Phật nghìn mắt nghìn tay, tượng trưng cho sự bao dung, bác ái, từ bi, hỷ xả, trong đạo Phật mệnh. Chủ nữ nhâm tí đeo bên mình mặt Phật thiên thủ thiên nhãn, sẽ cầu được tâm từ bi, khiêm hạ, trí tuệ, hóa giả những đau khổ, phiền não, luôn an lạc, bình tâm trong cuộc sống. Nữ mạng 1972 mệnh mộc nên chọn mặt Phật thiên thủ thiên nhãn đá thạch anh xanh, tương hợp, hoặc mặt Phật thiên thủ thiên nhãn đá núi lửa đen, tương sinh, thì sẽ rất tốt cho bản mệnh. Dự đoán tử vi 12 tháng âm lịch trong năm 2024 của tuổi Nhâm Tý, vận trình của người bản mệnh tuổi Nhâm Tý trong 12 tháng của năm Giáp Thìn 2024, được các nhà khoa học tử vi nghiên cứu và tổng kết chi tiết từng tháng như sau. Tháng 1 năm 2024 âm lịch. Tháng dần, công việc thuận lợi, cơ hội hợp tác phát triển, ký hết hợp đồng suôn sẻ, tuy nhiên cần cẩn trọng sức khỏe, điều hòa suy nghĩ, cảm xúc của bản thân tháng 2 năm 2024, tháng mão, hao tốn tiền của do bị tiểu nhân gây chuyện, đặt điều khiến ảnh hưởng tới danh dự, cần nâng cao cảnh giác với những mối quan hệ không tốt. Tháng 3 năm 2024, tháng thìn, có quý nhân phù trợ, việc lớn nhỏ đều thành, tiền bạc đến từ nhiều nguồn, tuy nhiên cần đề phòng bị mất trộm. Tháng 4 năm 2024, tháng tỵ mưu sự trước bất lợi, sau nỗ lực mới thành, vì thế đừng vội bỏ cuộc giữa chừng, tình cảm có dấu hiệu dạn nứt, người độc thân gặp đào hoa sát, cẩn thận kẻo bị lừa gạt. Tháng 5 năm 2024, tháng ngọ, bất ổn về tinh thần, khiến đương số đưa ra một số quyết định sai lầm, có thể trong công việc hoặc chuyện tình cảm, đề phòng đi lại đường sông nước. Tháng 6 năm 2024, tháng mùi, các khí bất tụ, tinh lực tổn hao, khó tránh đau yếu, bệnh tật, tiền bạc tiêu hao nhiều, đa phần liên quan đến vấn đề sức khỏe. Tháng 7 năm 2024, tháng thân, Mưu đại sự dễ thành vì được quý nhân tương trợ, thời điểm lý tưởng để mở rộng các mối quan hệ giao tế chất lượng, có lợi cho sự gia tăng quyền lực hoặc chức vụ. Tháng 8 năm 2024, tháng dậu, lấy lại được những gì đã mất trước đó, nợ nần được thanh toán triệt để, đào hoa vận nở rộ, tốt cho người độc thân, các cặp đôi đón tin vui con cái. Tháng 9 năm 2024, tháng tuất, đi lại cẩn thận, đề phòng bị té ngã hoặc tai nạn bất ngờ, giữ của nã cho chắc, tránh khoe khoang kẻo bị soi mói, mất trộn lúc nào không hay. Tháng 10 năm 2024, tháng hợi, tài khí vượng, kinh doanh buôn bán phát đạt, cơ hội tốt để kiếm nhiều món hời. Tiền thu về đầy túi, có điều tình cảm gia đình bất lợi, đề phòng có kẻ thứ ba sen ngang phá hoại hạnh phúc. Tháng 11 năm 2024, tháng Tý, sự kìm hãm về cảm xúc khiến tinh thần đương số bất ổn, thiếu sáng suốt khi phải đưa ra quyết định quan trọng. Cơ thể vì thế mà cũng suy nhược, Chú trọng nghỉ ngơi, thư giãn hơn là suy tính quá nhiều. Tháng 12 năm 2024, tháng Sửu, bận rộn công việc, đổi lại có nguồn thu rất tốt, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu pha nhiều cho việc lớn như cưới hỏi, xây sửa nhà cửa hoặc mua sắm lễ Tết. Một số lời khuyên cho những người tuổi Nhâm Tý trong năm 2024, từ những nội dung được các nhà tử vi học phân tích và chia sẻ cụ thể trên đây, chúng ta có thể nhận thấy rằng vào năm 2024 những người tuổi Tý có thể mong đợi một năm có nhiều cơ hội và thách thức đang xen, dưới đây là một vài gợi ý giúp cho những người tuổi Tý gặp nhiều may mắn thuận lợi hơn trong năm 2024. Tập trung vào sự ổn định, những người tuổi Tý cần tập trung vào việc xây dựng một nền tảng vững chắc cho bản thân, điều này có thể bao gồm việc ổn định công việc, tài chính và các mối quan hệ. Khả năng thích ứng, những người tuổi Tý cần sẵn sàng thích ứng với những thay đổi, năm 2024 có thể mang đến những bất ngờ vì vậy những người tuổi Tý cần linh hoạt và sẵn sàng thay đổi kế hoạch của mình ra quyết định cẩn thận những người tuổi Tý cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định năm 2024 có thể là một năm đầy rủi ro vì vậy những người tuổi Tý cần thận trọng để tránh những sai lầm không đáng có tóm lại năm 2024 là một năm có nhiều cơ hội và thách thức đối với những người tuổi Nhâm Tý bằng cách tập trung vào những điều tích cực và chuẩn bị sẵn sàng cho những khó khăn những người tuổi nhâm tý có thể vượt qua cả năm một cách kiên cường và đạt được tiến bộ đáng kể đối với mục tiêu của mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.